Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Xin muốn đưa đến cho các bạn xem những cái áo đầm mà chúng ta mặc cho mùa thu và mùa đông, nó tiện lợi. Lúc nào CC mua một cái áo đầm thì CC cũng phải cầm lên và nhìn và sẽ suy nghĩ rằng là ok, áo đầm này mặc được mấy mùa và mặc được như thế nào thì CC mới mua ha. Thì đây, suy nghĩ là do ở chúng ta. Bạn muốn phối đồ như thế nào là do bạn. Bạn thấy đẹp là đẹp. Nếu bạn tự tin thì bạn chia sẻ với tất cả mọi người, giống như CC đây. Những bộ nào mà CC mặc cảm thấy thoải mái nhất là CC sẽ tìm và mua cho các bạn giống như vậy. Tại vì CC đã mặc rồi cho nên là CC biết là thoải mái như thế nào. Còn đẹp hay không là do mắt ở mỗi người. Nhiều khi CC thấy đẹp mà các bạn thấy không đẹp sao? Đúng không ạ? Nhưng mà bạn nào đồng quan điểm với CC? Cái đầm này là CC mua cũng khá lâu rồi đó. CC có làm video rồi. Nhưng mà cái lúc đó ít có người xem video của CC lắm. Cho nên là nó bị trôi qua lâu rồi. Thì hôm nay CC thấy đẹp nè và rất phù hợp với lại cái áo này mặc cho mùa thu. Thì bây giờ CC phối bộ đồ là như vậy nè. Các chị em nào thích size small, phải là size small thì các bạn mới mua được bộ này. Rất đẹp và rất sang trọng. Thật là tuyệt vời. CC sẽ làm step by step cho các bạn xem. Lý do tại sao nói tuyệt vời? Vì mặc nãy giờ cả nhà ai cũng khen hết. Ai cũng nói trời ơi như vậy mà cũng nghĩ ra được. Thiệt. CC nghĩ ra. Mặc thử. Thấy đẹp đó. Cho nên mới làm video khoe nè. Nhưng mà để CC nói. Cao đầm này nè. Các bạn nào mà cao thì các bạn có thể mang được dép thấp hoặc là guốc thấp. Còn các bạn nào mà thấp người như CC đó thì các bạn phải mang guốc cao tới 1 tấc 2 hoặc là 1 tấc rưỡi thì nó mới vừa ha. Còn nếu các bạn mà mang guốc khoảng 5-6 phân thì không được đâu, thì nó sẽ dài. Thì tùy ở các bạn thôi. CC mặc là để cho các bạn xem đây. CC chưa mặc, cho nên là video này bạn nào mà nhanh thì mua được. CC chờ các bạn chừng 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần gì đó. Không có bạn nào mua, CC mới mặc. Trong đôi mắt của CC đó, thì bộ này rất là đẹp. Mùa thu mặc như vậy là ok. Mùa này rồi, khi đi ra đường, lúc nào chúng ta cũng nên mang theo một cái quần ấm như vậy nè. Bỏ trong cái bóp này nè. Bóp này là Mass Studio ha. Cái bóp này CC xài nè. Thích lắm. Vì sao mà cái đầm này CC lựa cái bóp này? Là tại vì cái bóp này nó có xếp ly nè các bạn. Thì cái váy của chúng ta cũng là xếp ly. Hai cái gì nó hơi tương xứng với nhau thì nhìn nó rất là thuận cái đôi mắt của chúng ta. Và mùa này mặc đồ gì nó cũng có một chút len len. Dù là len mỏng hoặc là len dày thì nó sẽ rất là đúng với lại cái mùa này. Tại sao CC phải phối như vậy? Vì CC thấy đẹp và rất là tiện lợi luôn. Thì bây giờ các bạn xem nha. Cái bóp này là để đựng cái quần này. Chứ chúng ta đi chơi ban ngày mà đâu có nóng đến mức độ mà chúng ta phải mặc cái quần như vậy. Nên mang cái quần này bỏ ở trong cái bóp này. Sẽ làm cho cái bóp nó phùng ra nó đẹp hơn nữa. Bây giờ thì ém tì ha, không có cái gì bên trong. Cái belt này là của hiệu DKNY. CC có hai sợi luôn đó, size small ha. Một sợi màu đen, một sợi màu trắng. Cái belt này là còn mới tinh ha, chưa xài ha. Nè, còn cái dây của nó nè. Đó. Các bạn kéo cái phần áo ngoài, phải là loại áo thun hoặc là bằng len. Thì các bạn kéo nó xuống như vậy nó mới đẹp. Lý do vì sao mà phải kéo như vậy? Vì CC thấp người.
Cái chỗ này là cái chỗ ăn gian để nhìn cho CC cao. Nhiêu đó thôi các bạn. Là các bạn thấy chúng ta có thể ăn gian được đó, giống như người ta gọi là cao lén đó, là ở những cái chỗ như vậy. Bởi vậy CC nói với các bạn khi các bạn mặc đồ bikini cũng vậy. Các bạn mặc dầu là mặc nó che hết luôn. Một mảnh che hết. Sẽ làm cho các bạn lùn lắm mà tròn quay à. Không có đẹp đâu. Về biển á, là CC bảo đảm CC đi nhiều hơn các bạn. Suốt ngày nằm ngoài biển để ngắm người ta không à, mê lắm, thích lắm. Cho nên CC thấy như vậy đó. Chỉ có những người cao thật cao họ mới mặc bikini một mảnh mới đẹp. Còn chúng ta thấp người chúng ta phải mặc hai mảnh. Cho dù đó là một cái áo, nó phủ qua cái quần ở bên trong, nó chỉ một tí thấy thôi, nó vẫn là đẹp, nhìn các bạn vẫn cao, người các bạn không có bị tròn. Cái đó là kinh nghiệm của CC đó. Thành ra với những cái áo này cũng vậy. Tại sao người ta may những cái dạng đầm như vậy, người ta luôn luôn cắt ngang eo. Các bạn có thể thắt dây nịt hoặc là kéo phùng nó lên. Những kiểu đầm đó là dành cho những người thấp đó các bạn. Giống như là nó chia ra hai phần. Những người họ cao, họ mặc suông dài luôn, nhìn họ thướt tha và đẹp. Còn chúng ta thấp người mà chúng ta nhìn thấy cái khuyết điểm của chúng ta thì chúng ta nên làm theo. Bạn sẽ thấy rõ ràng là bạn cao, người ta nhìn vào bạn cao. Rằng là CC mang guốc cao lắm. CC mang guốc cao chạy được luôn mà. Tấc 2, tấc rưỡi với CC là chuyện bình thường, mang thường luôn á. Tấc 2, tấc rưỡi. Chúng ta cần những cái áo đầm mà giống như họ cắt ngang eo, hoặc là nó phùng phùng lên, hoặc là chúng ta thắt một cái belt, hoặc là nói chung hai cái rời ra, không có suông thì nhìn bạn sẽ cao sẽ đẹp. Cho dù bạn đi ăn tiệc hoặc là bạn đi chơi hoặc là bất kỳ nơi đâu, bạn mang guốc cao hoặc là bạn mang dép xẹp, nhìn bạn cũng giống như là cao lén, nó gọi là chữ cao lén. Thì đây cái áo len rất đẹp. CC là không mặc được cái cổ này đâu nha. Nhưng mà mua về thì thấy cũng ok. Phù hợp mà. Cho nên mặc thử đây. Hiện tại bên CC thì mấy bữa nay không có lạnh. Cho nên cũng không có mặc được những cái dạng len như vậy ha. Chờ vài ngày nữa, trời có thể se lạnh một chút, CC sẽ mặc nếu chưa có bạn nào mua. Đây là cái belt đi kèm ngoài. Size small. CC có hai sợi, một sợi trắng, một sợi đen. Ở đằng sau là thun. Đó. Nếu mà cái áo này các bạn để suông như vậy, có thắt cái belt thì nói chung là cũng được. Nhìn nó rất là đơn giản, rất là bình thường. Chúng ta đi shopping hoặc là đi bất kỳ nơi đâu, đi ăn uống ha. Còn chỉ cần thắt cái belt vào thì nó lại ra một cái áo đầm có vẻ như là nó sang hơn một tí. Nhìn nó hấp dẫn hơn một tí. Chúng ta có thể đi những nơi nói chung là sang trọng một chút. Còn cái này thì rất là bình thường ha. Khi các bạn đi mua đầm hoặc là mua váy đó, các bạn phải coi người ta cắt cái váy, người ta để vải xéo cắt hay là người ta để vải suông cắt. Nếu họ cắt vải suông thì bạn mặc nó suông như vậy, nhìn nó với CC là không đẹp. Nhưng mà chỉ có những hiệu nổi tiếng, đồ đắt tiền thì họ mới để vải xéo, họ xếp ly hoặc là gì đó để họ cắt. Thì lúc nào cái đầm nó bạn mặc nó cũng tôn cái dáng của bạn lên rất đẹp và thướt tha. Tại vì khi họ để vải xéo họ cắt đó, vải nó sẽ gấp đôi cái mà họ cắt suông. Thành ra nói chung là tiền nào của đó. Các chị em làm thợ may thì CC nói như vậy các chị em dư sức biết rồi đúng không ạ? Tại sao cái áo đầm đó đẹp quá ha? Mà cái áo đầm này tôi thấy cũng giống giống mà tại sao mặc vô nó không đẹp? Vì mỗi một cái thương hiệu nó khác nhau một chút.
và cái cách cắt của họ họ tính như thế nào để cho họ có lợi. Thay vì may một cái như vậy thì may cái kia được hai cái. Các bạn thích không? CC cảm thấy ok. Coi như là cái áo đầm này được ba kiểu. Một cái là thắt cái beo ngang qua, và một cái là để suông như vậy cũng được, và cái thứ ba. Như vậy. Thật ra đó là cái áo đầm này nó hơi rộng với CC nè. Ngang eo mà có thun. Nhưng mà vì CC nhỏ quá, bạn nào mà size small là vừa với cái này luôn á. Cái áo đầm này là size small ha. CC X small cho nên là cái phần này nó hơi bị rộng. Nếu như cái phần này nó vừa thì CC sẽ kéo phùng phùng lên một chút, không cần phải thắt cái beo này. Nhưng mà vì rộng cho nên là CC sẽ thắt cái beo này. Ban ngày đó chúng ta đi chơi thì chúng ta mặc cái áo đầm này đi. Ban ngày mặc được mà. Trời chưa lạnh mà. Đúng không ạ? Bạn có thể thắt cái beo màu trắng hoặc là màu đen. À, CC có cái beo giống như vậy mà hiệu Michael Kors nữa. Đó. Cả nhà có thích cái áo đầm này không? Rất đẹp đó. Nè, cả nhà thấy cái độ xòe không? Thật là đẹp luôn. Nhìn bạn rất là duyên dáng, rất là đẹp. Đúng với câu nói của CC đó. Đẹp trên cả tuyệt vời. Chị em nào size small mới có thể mặc vừa được cái đầm này ha. Đâu còn sợ lạnh lẽo là gì nữa đâu. Ban ngày chúng ta đi, chúng ta mặc như vậy đi. Bắt đầu trời chiều chiều hơi mát mát một chút thì chúng ta mặc cái áo kia vào. Cái beo có thể bỏ trong giỏ hoặc là lấy ra thắt lên cũng được mà. Cái quan trọng phải nhớ mang theo cái quần ấm. Vậy thôi. Vì đâu có biết lúc nào trời lạnh. Mùa này các bạn phải giữ ấm. Đừng để mình bị lạnh ha. Bị lạnh cảm mệt mỏi lắm. Đó. Chị em nào size small mới có thể mua được bộ này. Các bạn muốn mua cái nào thì mua ha. Cái áo không, cái beo hoặc là cái đầm không tùy các bạn. Không cần các bạn phải mua đủ bộ giống CC như vậy. Biết đâu các bạn còn phối đồ đẹp hơn CC sao. Nhưng mà trong con mắt của CC, trong cái suy nghĩ của CC, CC chỉ phối được như vậy thôi. Đó. Chị em nào thích bộ này size small, liên lạc với anh Sa 098 257 1934. Các chị em ở Mỹ liên lạc với CC 706 987 9063. Các chị em ở bên nước ngoài kết bạn với CC nhớ thêm số 1 1 706 987 9063. Các bạn Zalo hoặc là Viber. Hai cái đó hãy chọn lấy một cái thôi, ok? Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye, I love you.